Chào bạn, chào bạn quay lại kênh Lê Lĩnh Vlog của mình nha. Thì hôm nay video Lĩnh sẽ giới thiệu cho anh em một dòng sản phẩm mới và hai dòng sản phẩm đã về các bạn nha. Thì rất là nhiều anh em hỏi thì hôm nay sản phẩm đã về và để phục vụ cho anh em mình đi mùa đông đây anh em. Đấy thì bây giờ Lĩnh sẽ giới thiệu cho anh em cái sản phẩm mới đầu tiên các bạn nha. Và hôm nay Lĩnh sẽ có một cái video test cái bóng ánh sáng 3 chế độ màu và 2 chế độ passing các bạn ạ. Thì anh em đợi đến cuối video thì Lĩnh sẽ test cái ánh sáng màu của bạn nha. Thì bây giờ Lĩnh sẽ giới thiệu anh em đây. Hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu đến anh em một bộ số gẩy. Hôm qua vừa rồi thì Lĩnh đã quay đến anh em một bộ số gẩy của OKM ở lắp trên chiếc xe X-Size 150 độ 30 triệu biển Nghệ An anh em. Thì hôm nay Lĩnh sẽ giới thiệu đến anh em cái dòng sản phẩm này chi tiết hơn các bạn nhé. Thì một hộp số gẩy của OKM là sẽ một cái hộp Lĩnh cầm trên tay này. Đấy, tổng thể là cầm trên tay này các bạn nhé. Bây giờ Lĩnh sẽ đập cái hộp ra cho anh em mình xem nhé. Thì một bộ thiết bị đây các bạn này, một bộ số gẩy đôi của OKM. Thì bộ số gẩy này chất lượng còn hơn cả dây sinh boy và X1R các bạn nhá. Thì bây giờ Lĩnh sẽ nói ở cái điểm hơn là những điểm nào. Thì bây giờ Lĩnh sẽ cho anh em mình tháo ra tất cả đây nha các bạn nhá. Tất cả đây là sẽ có hai tầng này. Anh em này hai tầng này. Đấy thì Lĩnh sẽ cầm ở trên tay và sẽ không nói được chi tiết. Thì bây giờ Lĩnh sẽ ghép một bộ vào sẵn rồi. Lĩnh đã ghép một bộ vào sẵn rồi thì anh em mình nhận về. Nếu như các bạn mà lắp được thì các bạn lấy cả hộp nguyên như này. Còn nếu như mà các bạn nào mà không lắp được thì các bạn bảo Lĩnh sẽ ghép sẵn vào cho anh em để về anh em mình lắp như zin các bạn nhá. Thì một hộp sẽ gồm những cái gì? Thì là một hộp thì bây giờ Lĩnh sẽ cầm trên tay Lĩnh đây là một bộ số gẩy OKM. Lĩnh đã ghép sẵn vào như này. Đây các bạn nha, Lĩnh đã ghép sẵn vào như này. Đấy thì nó sẽ gồm hai chi tiết hai bên như này các bạn nha. Đó, gồm chi tiết hai bên như này. Đấy anh em có thể nhìn thấy không? Cái phần nhôm này, anh em nhìn thấy không? Còn đẹp hơn, tất cả đều đẹp nha các bạn nha. Đẹp hết luôn. Cả phần ốc nữa các bạn này, các bạn có thể nhìn thấy ốc này. Những phần ốc này ở đây. Phần ốc này, đó. Nó đây là ốc xi thái cho nên là không bao giờ bị rỉ sét như những số gẩy của X1R các bạn nha. Đấy tất cả cái chữ OKM anh em có thể nhìn thấy rất là đẹp. Đó, chắc chắn là nhiều anh em sẽ hỏi Lĩnh là có những màu gì thì mẫu OKM này chỉ sản xuất màu bạc của các bạn nha. Rất là đẹp. Rồi thì kèm theo đó là những cái chi tiết. Có thêm những cái chi tiết chẳng hạn như là cái mang cá này các bạn này. Mang cá đây các bạn nhá. Đấy cái mang cá đây các bạn nhá. Cái mang cá đây các bạn rất là đẹp các bạn nha. Đây là mang cá theo bộ này. Kèm theo đó là có thêm cái phần chụp cốt để anh em lắp bánh giữa. Đấy cái cốt bánh giữa đây. Và anh em nhìn thấy cái cần sang móc số này cũng rất là chất các bạn nhá. Rồi thì bây giờ Lĩnh sẽ phân biệt cho anh em mình một số cái chi tiết đi. Thì đây là một bộ túi ốc của OKM. Khi Lĩnh lắp ở cái kia ghép còn thừa còn lại là cái này về anh em lắp ở trên xe. Thì anh em có thể nhìn thấy những con ốc này. Đấy, đầu ốc xi thái các bạn nhé. Và đặc biệt có thêm một cái lò xo này nữa. Anh em biết lò xo gì không? Bình thường của X1R và J-Symboy là họ sẽ không chăm chút cái sản phẩm chi tiết này là cái cần lò xo để anh em móc kéo cái đèn báo điện phanh ấy. Thì cái bộ OKM này có đầy đủ các bạn nhé. Đó, đầy đủ nhá. Riêng cái sản phẩm này những cái chỗ khác không có. Và Lĩnh sẽ có thể phân biệt cho anh em đây. Thì đây là hai cái túi cốt. Cái túi cốt này, cái ốc này là của X1R này các bạn này. Lĩnh sẽ cho anh em xem cái ốc của X1R nhá. Thì cái này thì nếu như mà các bạn mà không bị va chạm hoặc các bạn vặn không toét ấy thì nó cũng cũng hơi khó rỉ. Đấy nhưng mà nó sẽ vẫn bị rỉ các bạn nhá. Còn với cái của OKM thì đầu ốc này các bạn. Đấy Lĩnh nói nguyên về phần ốc đã để cho khác biệt anh em nhìn không? Đấy, đầu ốc xi thái cho nên không bao giờ bị rỉ các bạn nhá. Rồi thì tất cả các sản phẩm này có đầy đủ tất cả căn chống như thế này, đầy đủ hết theo một bộ này. Đấy thì nguyên đai nguyên kiện là một bộ các bạn sẽ nhận lại được như thế này các bạn nhá. Đó, tất cả đây. Đấy, nguyên những này thì nếu như các bạn nào mà không biết lắp thì Lĩnh sẽ ghép sẵn cho các bạn. Còn các bạn nào nếu mà biết lắp thì Lĩnh sẽ để nguyên hộp, nguyên đai nguyên kiện để anh em về mua về tặng người yêu hoặc tặng bạn, tặng chồng gì đấy nha các bạn nhá. Rồi tiếp theo mà đến mà sản phẩm hôm nay Lĩnh muốn giới thiệu nữa cho anh em tập trung tiếp đây là cái bóng siêu sáng 3 màu đã về hàng nhá, bản mẫu mới năm 2020. 3 màu thì anh em có thể nhìn thấy cái ánh sáng ở dưới này là sẽ có màu trắng, màu vàng trắng, màu vàng. Đấy thì ánh sáng nhiệt đây nhìn màu đây anh em. 6000K màu trắng. Đấy. Vàng trắng là 4300K và màu vàng là để 300K nhé bạn nhá. Thì cái bóng này Lĩnh đã có rất là nhiều video nhắc đến nó rồi nhưng mà mẫu này là mẫu 2020. Mẫu này là mẫu 2020 sáng hơn với cái mẫu cũ mọi năm năm ngoái Lĩnh bán các bạn nhá. Đây mẫu 2020 mới nhất anh em. Đó, thì nhân bóng này làm mát bằng quạt tản nhiệt các bạn nhá. Nhân bóng này anh em. Đấy, rất là đẹp các bạn nhá. Lĩnh cam kết với các bạn nếu như bạn mua cái bóng này trong vòng một tuần mà các bạn không thích, Lĩnh cho trả lại tiền cho các bạn. Lĩnh cam kết với các bạn nhá, một cái bóng giá dưới 500.000 mà chất lượng không bao giờ cái bóng nào vượt lại được các bạn ạ. Bảo hành 1 năm các bạn nhá. Ánh sáng 3 nhiệt màu. Đấy thì là tất cả trên này đều có cái mã vạch đây các bạn nha. Đó.
rất là chất lượng. Thì bây giờ Linh sẽ làm một video test cái bóng này các bạn nhá. Đấy, thì cái bóng này là tất cả là mát bằng quạt tản nhiệt các bạn nhá, lắp như zin cho chân H4 các bạn nhá. Đấy thì lắp được Sirius X-Size 150, Way các đời, Jupiter các kiểu. Đấy, lắp được hết các bạn nhá. Rồi thì nó rất là sáng, thì tí nữa Linh sẽ test cho anh em mình xem cái chất lượng của nó, quá tuyệt vời luôn. Cam kết với các bạn là mua hàng không bao giờ sợ thiệt các bạn nhá. Đấy. Và tiếp theo Linh muốn giới thiệu anh em là hai cái dòng sản phẩm. Lọ này là cái lọ màu nắp màu đỏ này là của Blue Chem. Đấy, lọ Blue Chem là lọ này, lọ pha xăng carbon đấy các bạn. Thì một cái lọ này thì anh em mình Linh đã làm một video hướng dẫn các bạn dùng rồi. Thì hôm nay muốn nhắc lại là về mới về sản phẩm thôi. Là một lọ này thì các bạn đổ cho Linh chia làm hai bình xăng đầy các bạn nha. Mỗi bình xăng 4 lít rưỡi 5 lít đấy, là chia làm hai lần. Còn lọ màu xanh này này là lọ sục rửa động cơ. Thì chiếc xe của các bạn mà thường xuyên dùng những cái dầu rẻ tiền ấy, hoặc là dùng nhiều loại dầu ấy, thì anh em mình nên sục rửa động cơ cho Linh, làm sạch lại tất cả để làm cho cái máy của mình nó hoạt động khỏe hơn và trơn tru hơn các bạn nhá. Thì một cái lọ nắp màu xanh này thì anh em mình đổ vào một, trước khi các bạn thay dầu ấy thì anh em đổ vào dầu, sau đó các bạn nổ máy để im khoảng tầm 15 phút, sau đó là các bạn xả dầu ra, là các bạn đổ dầu mới vào dùng. Còn những cái xe nào mà có lọc dầu ấy, chẳng hạn như X-Size 150 ấy, hoặc là những xe nào có lọc dầu nhá, thì anh em mình phải thay cả lọc dầu nữa các bạn nhá. Rồi thì đây là hai sản phẩm chăm sóc xe của Blue Chem, nhập khẩu chính hãng từ Đức các bạn nhá. Ok anh em. Rồi bây giờ là đến lúc mình sẽ test cái ánh sáng của cái bóng siêu sáng ba màu mà Linh vừa nhắc đến các bạn nhá. Đây cái bóng này, Linh nhắc lại với các bạn, dưới 500.000 các bạn sở hữu một cái bóng cao cấp này các bạn nhá. Bảo hành 1 năm. Đó, bây giờ là đến lúc quan trọng nhất là anh em mình sẽ test ánh sáng. Thì video Linh test clip ánh sáng ấy là cái video cuối cùng, thì Linh cũng muốn nhắc lại với các bạn là hôm nay Linh giới thiệu anh em ba dòng sản phẩm là số gầy OKM, bóng siêu sáng ba màu đấy, thì và hai lọ chăm sóc xe của Blue Chem đây các bạn nhá. Rồi thì là cũng là một cái video test ánh sáng, là video cuối cùng, thì Linh xin chào các bạn nhá, bye bye. Hôm nay Linh sẽ test trên chiếc Way 110 các bạn nhá, test trên chiếc Way 110 đây anh em. Thì bây giờ Linh sẽ bật lên cho các bạn nhá, Linh sẽ bật chìa khóa lên, và cái bóng này thì anh em về anh em phải đổi điện thẳng điện ắc quy các bạn nhá. Đấy, thì bây giờ Linh đang lắp trên Way 110 đây anh em nhìn không. Đây là Linh đang lên, bắt đầu là đây là đang ở cái phần cốt các bạn nhá. Đây là đang là cốt này. Đấy thì Linh hôm nay Linh ở xuống nhà bố vợ ăn cơm tối, thì Linh test luôn cho anh em xem luôn. Đấy, đây là phần cốt nha các bạn, lên pha này. Các bạn lên pha nha. Đó, lên pha này. Đấy, Linh cam kết với các bạn là sẽ phải sáng gấp 6 lần cái bóng zin của các bạn luôn. 6 lần các bạn nha. Đấy, Linh cam kết các bạn là sáng 6 lần, và ánh sáng có 3 nhiệt màu và có cả passing nữa. Bây giờ Linh sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nha. Thì các bạn muốn đổi pha cốt thì anh em vẫn pha cốt như bình thường. Đó, bây giờ anh em mình muốn xuống cốt vàng, xuống pha vàng. Đấy, xuống cốt vàng ấy thì anh em bật tắt cái công tắc đèn. Đó, là lên vàng đây các bạn nhá. Đấy, rất là sáng và tỏa đều các bạn nhá. Thì ánh sáng nó phải tầm cỡ 6 m rộng, 6 đến 7 m. Đấy thì anh em nhìn thấy con Dr. Moon không? Đó. Đấy, anh em bây giờ muốn tiếp tục xuống sang cái ánh sáng là vàng kết hợp với trắng thì anh em tắt mở đèn pha. Đó thì anh em có nhìn thấy điểm vàng và trắng này. Đấy thì đây là cái độ dài của cái sân này phải tầm cỡ là hơn 10 mét rồi, phải tầm cỡ 13 mét rồi. Đấy thì anh em có thể nhìn thấy ánh sáng rất tuyệt vời các bạn nhé. Các bạn lên pha cốt rất là rõ ràng. Anh em nhìn không? Đấy thì Linh cam kết với các bạn là Linh cho các bạn dùng thử một tuần cái bóng này. Nếu như mà các bạn không thích, các bạn gửi lại, Linh trả lại tiền cho các bạn nha. Linh cam kết với dưới tầm 500.000 thì cái bóng này quá đẹp luôn. Đấy, sáng hơn cả đèn của Z-Pass 2 tầng các bạn nha. Đấy thì anh em này. Đấy, bây giờ Linh cho anh em xem một cái chế độ hay hơn nữa này. Cái chế độ này mới là cái chế độ quyết định ăn tiền ở cái bóng này đây anh em. Đó, bảo hành 1 năm các bạn nha. Chế độ đây, Linh anh em xuống cốt này. Và anh em mình tắt mở. Đấy, đổi nha, tiếp này. Tiếp theo này. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây là chế độ passing các bạn nha. Chế độ passing các bạn nha. Đấy, chế độ passing. Bây giờ Linh sẽ tắt mở tiếp cho anh em mình xem nó còn gì nữa nha. Đấy, passing nhanh các bạn nha, passing nhanh. Thì bây giờ Linh sẽ quay ngược lại, Linh sẽ tắt passing để cho anh em mình nhìn rõ cái bóng trong pha các bạn nha. Đấy, Linh lên pha. Đó, anh em nhìn ánh sáng quá tuyệt vời luôn. Và đây, chủ nhất của nó thì đây, như lúc đầu Linh giới thiệu các bạn đây. Cái bóng siêu sáng ba màu các bạn nha. Đó, anh em có thể nhìn rõ này, thẩm rõ trong nha. Đó, đây nha. Đó, đấy anh em có thể nhìn rõ này. Đó, thì đây là một cái ánh sáng quá tuyệt vời trong cái tầm giá dưới 500.000. Đây, các bạn nhìn không? Quá sáng luôn anh em ạ. Pha cốt rõ ràng, đặc biệt là có thêm cả cái chế độ pha vàng để đi xương đấy anh em. Quan trọng nhất ở mùa đông này của anh em, đảm bảo an toàn. Cũng rất là nhiều anh em mình đã sử dụng cái bóng này mà không sử dụng những cái bóng siêu sáng này, mà đi những cái bóng zin nên nó rất là tối, gây nguy hiểm, mà có thậm chí có những người mất mạng vì đèn zin quá tối rồi anh em. Đó,
Thì hôm nay Lĩnh muốn giới thiệu anh em một cái đèn siêu sáng như vậy các bạn nha. Đấy, phá cốt rõ ràng 3 màu, có chế độ passing.